Mời ông kia. Hello. Rồi. Không, cứ nói cho nó rõ chứ không cần phải nói nhẹ nhẹ. Bây giờ Không lên phải, thì mình không đã phải, biết không nhau phải. rồi, thì bây giờ Không, mình cứ có vấn đề gì. không phải, không phải. Không phải, tại vì trước tiên EQ sẽ cho mọi người hãy hỏi EQ làm gì. Thì EQ sẽ cho một cái trước là EQ sẽ nói, đây là văn phòng của chị. Không, cái đấy giới thiệu Khoan, rồi, khoan, hôm khoan, trước giới khoan, thiệu khoan, kênh mình rồi. khoan. Hồi nãy có một người nói cho nên EQ đang làm việc đó. Chứ không phải không làm, cho nên EQ nói rất là nhỏ. Xin lỗi mọi người. Đây là EQ sẽ nói tiếp nè. Bây giờ như vậy, trước tiên cho EQ chào tất cả các anh chị em yêu nước và chào chủ yến Đàn Anh Văn. Lâu quá rồi mới cho EQ trở lại với làn sóng của Facebook thì rất là cảm ơn. Cái điều đầu tiên EQ muốn nói ngày hôm nay là cái vụ Nó lớn lên, nó lớn lên, nó nhỏ quá. Ok. Cái điều EQ muốn nói ngày hôm nay là cái vụ của anh Hùng Lân. Thì đúng, anh Hùng Lân phát cái sóng ra đó là cái đó là sai bản quyền, nhưng một cái khía cạnh khác đối với EQ thấy đó là anh Bằng có thấy là như vậy là cái tiếng nói của anh Bằng sẽ Không, không, không. Tôi chuyển không cần. qua tất cả Không, mọi người, không không. cần à? Cái chuyện đó tôi Tại không cần. mình muốn tuyên truyền đúng không, mình muốn tuyên truyền cho Bây mọi giờ người này, hiểu. đối với người khác, không, tôi xin lỗi A Quy nhé. Đối người khác thì có khả năng tôi chấp nhận. Nhưng đối A Quy là một người coi như là hôm trước tôi đã ấy rồi, xuống xuống bực quá để chửi Bác Hồ. Cái chuyện đấy tôi không bao giờ chấp nhận A Quy. Nhưng ví dụ có một người AX gì đó thì có khả năng ok. Bây giờ nhưng mà riêng A Quy là không. Đấy, tôi cho trả lời Rồi, dứt rồi khoát rồi này cho. rồi rồi ok rồi. Bây giờ mọi người nói là tại sao EQ nói nhỏ là tại xin các anh chị thông cảm, là tại vì EQ đang đang ở chỗ làm cho nên Đúng nói rồi. chuyện hơi hơi nhỏ Rồi thông nhỏ. cảm. Anh Quốc Thắng và mọi người nha, nếu EQ ra ngoài xe là kiểu nói chuyện rất là lớn, giống như hồi sáng EQ có nói chuyện với lại Lucy rồi, thì bây giờ cái chuyện chuyện thông thanh EQ bỏ qua bên, tại vì EQ mà đặt ra một câu hỏi đó, nếu anh Bằng trả lời được EQ sẽ biến mất cái Facebook này liền, nghĩa là không bao giờ lên diễn đàn nữa. Nếu cái câu hỏi EQ đưa ra về trên trung thành một câu thôi, anh Bằng có Rồi dám rồi một rồi. cái em cái với EQ không, hay Không, bây là giờ thử xem thì mình thực bỏ tế tôi cũng không phải là cơ quan chính ok phủ nhà nước gì cả. Rồi ok. rồi 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 một câu đó nha. Nếu anh Bằng bất cứ mọi người trả lời được thì EQ sẽ không bao giờ có mặt trên diễn đàn và trên Facebook, coi như cái Facebook này EQ hủy bỏ luôn. Một câu đó nha, thử đó nha, Không, thử. bây giờ này, thực tế nha, cái thâm tâm của mình và tất và cũng nhiều anh em ở đây cũng chẳng bao giờ coi như là bảo là coi như A Quy biến mất khỏi Facebook đi. Mình không hận A Quy đến mức độ như thế, mà cũng chẳng có gì ghét bỏ A Quy cả. Cho nên Đúng là A đúng Quy đúng đừng ok rồi lấy những cái đó. Ví dụ A Quy có những điều gì A Quy ví dụ vấn đề của tôi thắc mắc về vấn đề Trịnh Xuân Thanh là như thế này, xem anh có biết không, anh trả lời tôi có phải đơn rồi giản thôi rồi chứ đừng rồi có rồi cá rồi cược cái hiểu đấy, rồi không rồi cần mấy thiết. người Rồi. nếu mọi người muốn cái câu hỏi của EQ thì EQ xin phép như vậy nè, xin phép là nếu Rồi. có đụng chạm có gì thì anh chị bỏ qua nha. Tất cả những gì EQ thấy đúng, Trịnh Xuân Thanh tuyệt thủ đúng, chấp nhận đi, cho là như vậy đi, người ở trong Rồi. nước mình nên tin, đúng, chấp nhận. Nhưng có một cái EQ không hiểu là từ đó giờ tại sao EQ không có thấy một cái lịch trình mà Trịnh Xuân Thanh đi làm sao mà về tới Việt Nam bằng cách nào, EQ chưa có thấy. Không biết là cái lý do để EQ nói xong cho EQ nói xong Rồi. rồi anh Bằng nói nha. Tại Ok. vì EQ nói như vậy là như vậy, tại vì nếu khi mà mình Trịnh Xuân Thanh về tới Việt Nam đi, thì vào trong cái đồn công an đi, hay là một cái người đã thẩm vấn, thì người ta đặt câu hỏi đầu tiên là làm sao anh có thể về nước được, anh về dưới bằng cách nào. Thì cái đó là cái bí mật quốc gia là như vậy nè, theo cái nghĩ, tại vì người ta nghĩ là ồ, anh có phải là gián điệp của Đức đưa anh về Việt Nam không, bằng cách nào, bằng một cái máy bay, gọi là máy bay tàng hình, có nghĩa là họ họ có thể chở anh về ngay Sài Gòn, cho anh xuống một khu nào đó mà an ninh mạng, hay là không phải an ninh mạng, an ninh Việt Nam không bắt được tin tức này, làm sao anh có thể đột nhập vào nước Việt Nam không có giấy tờ, có nghĩa là không 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 có paper trail, là máy bay đi từ đâu, làm sao anh có thể về được. Thì cái đó là cái câu hỏi của những người mà thảm sát, gọi là hỏi hỏi cùng của Đúng rồi, Trịnh Xuân Thanh, rồi 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 xong đúng không? cái vấn đề coi như là A Quy hỏi thế thì mình đã hiểu rồi. Rồi, như thế xong A Quy xuống để cho mình Khoan, rồi nữa rồi rồi nhá. rồi 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 nói Đúng xuống không? xuống hay là để cho anh Bằng nói. Thôi xuống đi, để cho mình nói, sau đó ví dụ có một số người nữa muốn Rồi lên khoan khoan bây giờ. khoan một Rồi.
một cái Rồi, nữa, một cái nữa, rồi một cái nữa. một cái nữa EQ nói nè, tại vì xưa nay mọi người hiểu lầm về ông Đàm Minh Quân. EQ cho nó một câu, ông Đàm Minh Quân chưa bao giờ nói là ông có 7 sư đoàn. Cái tin tức đó là xuyên tạc, nhưng có một tổ chức ở Mỹ có nói câu đó. Có thể các anh chị nhầm, đó là cái tổ chức của Triều Đại Việt, họ đã từng lên Không, trên Triều mặt Đại Việt đất thì sống. bảo nó có Quá 50 sư đoạn cơ. Đấy chứ nó không phải có đấy. nó có 10 10 ngàn quân Ừ. sẵn sàng đang chờ đợi bên kia, vị tuyến gì đó ở bên Campuchia, là gì đó sẵn sàng gọi là tác chiến về lấy lại miền Nam. Miền Nam có đó, đó đó là sự láo phép của Triều Đại Việt. Nhưng Ok. ông Đào Minh Quân mình phải nói rõ ràng, ông không bao giờ nói là có 7 sư đoàn. Cho nên chú khách mời nãy nói rất là đúng, những chuyện cũng đúng, nhưng cái chỗ đó là sai. Tại vì ông Đặng Quân là một cái tổ chức 28 năm rồi, không bao giờ tuyên bố nè, không bao giờ tuyên bố Ok, có quân, sẽ chắc chắn. và không bao giờ kêu gọi biểu tình, không bao giờ làm tất cả những gì cả. Chỉ có một cái ông kêu gọi là trưng cầu dân ý. Đó, cái nào ra cái đó, Không thôi cái thôi nào thôi bây đúng, cái giờ nào này, sai thì mình phải xin nói. lỗi. Bây giờ nếu mà như thế thì tôi phản biện cái câu này của AQ. Thứ nhất Rồi. là đừng có nói là coi như ông Đào Minh Quân hiện nay coi như ông chỉ kêu gọi coi như là coi như là những người gì, người Việt Nam coi như bước chân lên hình Bác Hồ đúng không? Để theo ấy. Bây giờ tôi nói với lại ấy, cái này cơ quan an ninh Việt Nam nhé đã khám phá ra cái vụ ông Vương Văn Thả cũng là Đào Minh Quân, cái vụ 12 người coi như cái vụ mà xử 14 người đấy, đánh tức là đặt bom ở sân bay Tân Sơn Nhất và coi như là đã phá hủy cái xe, một số xe tang vật ở Biên Hòa, có phải ông quả ông Đào Minh Quân không? Và cái vụ Sai vừa rồi bắt Bộ trưởng Bộ Nội vụ cũng quả Đào Minh Quân, đây là cơ quan sai an ninh và nhà nước đấy ra, cho nên cái chuyện đấy tôi là cái người dân bình thường mà tức là báo chí pháp luật của Việt Nam mà cơ quan an ninh của Việt Nam nói ra như thế rồi thì rồi ấy thôi, còn bây giờ cái rồi chuyện rồi khoan AQ chống một chế cho ông đấy thì cái chuyện đấy không thôi, bây giờ này cho AQ cho hỏi xin hai vấn đề, hai vấn đề chúng tôi sẽ trả lời hai vấn đề, còn mai lại tiếp cho tục nữa mình chưa hết đúng không? Rồi ok. Đấy, hai vấn đề bây giờ này bạn nào tức là bây giờ nhá, rồi anh sẽ mời Trung Vũ nhưng mà anh sẽ trả lời. Bây giờ các bạn nhá, hãy theo tôi các bạn hãy phân tích thành hai vấn đề. Vấn đề thứ nhất là cái vấn đề rồi anh sẽ mời Trung. Đấy, thì nếu mà Việt Nam mà bắt cóc Trịnh Xuân Thanh thì sẽ như thế nào? Và nếu mà Trịnh Xuân Thanh anh Mang hả? tự thú thì sẽ như thế nào? Rồi ok. Rồi Trung nói đi. Ủa, giờ nãy anh Huy anh có hỏi cái câu mà Trịnh Thanh đúng không? Đúng rồi. Giờ em hỏi anh nào, tại sao ông trốn ra đất được? Mình trước khi mình đặt câu hỏi vì sao mà ông Trịnh Thanh về nước bằng con đường nào, thì mình sẽ đặt cái câu hỏi là tại sao ông Trịnh Thanh lại trốn qua đất được? Trả lời được câu này hay không? Ông đi đường tiểu ngạch, ông đi ra đúng không? Ông đi ra bằng đường tiểu ngạch thì ông có thể đi vô bằng đường tiểu ngạch. Bất cứ một cách nào đó ông có về nước, cái đó là cái làm việc của người ta, mình không có Bây thể giờ nào mình đánh này giá được. Mình giờ đi, nó có rất nhiều ông cái đến tức là đại sứ quán hay ông, khoan nó cho chỉ em có nói xong hai, đã. đúng rồi, có hai phương án thôi Em tức, giải thích bây đúng giờ rồi. vậy nè, em chỉ giải thích một câu một thôi, theo cái của báo chí Việt Nam cũng như là Đúng những rồi, là phát ngôn phụng ở lên không chính có phủ Việt Nam, chính camera chính phủ Việt Nam đưa ra, thì ông Trịnh Thanh về Việt Nam đầu thú, còn đúng. những việc khác không bàn tới nữa nha. Thứ nhất là Trịnh Thanh về nước đầu thú, còn cái thứ hai nữa, nếu như mà mình nói về cái vấn đề là Trịnh Thanh về bằng đường nào, em đặt lại câu hỏi Trịnh Thanh đi ra khỏi nước bằng đường nào Chính xác. đúng không? Đúng. Còn nói về cái vấn đề Đào Minh Quân, bây giờ em nói nè, ổng có là cái gì hầm 50 sư đoàn, hầm bà lằng 70 sư đoàn gì, nó cũng không quan trọng. Cũng không quan trọng. Cái chuyện đó là cái chuyện ở bên nước ngoài hay là ở bên Việt Nam người ta đồn, cái thì tụi em không có đồn cái chuyện đó. Có thể là cái chú hồi nãy chú lên chú nói không đúng, bởi vì chú cũng lớn lớn tuổi rồi. Không, cũng có cả khả Cái năng là lời chú có nói một một cái kênh phản có động một là cái bên đấy sự người ta nhầm nói. lẫn, Đúng rồi. một cái sự nhầm lẫn ở đây là người nào cầm đầu thôi. Chứ còn cái việc mà có nói đến cái vấn đề là có 7 sư đoàn hay là 70 sư đoàn, thậm chí là 700 sư đoàn, cái vấn đề là vấn đề ở bên đó nói. Anh hiểu không? Còn đến đến tay người đây mọi người nghe có thể một cái sự nhầm lẫn, người ta nói lộn người này người kia, nhưng mà những cái lực lượng đó đều là những lực lượng phản động. Mình quy kết chung là lực lượng phản động thì mình nói có thể là đụng chạm ông Đào Minh Quân, nhưng ông Đào Minh Quân cũng đang hàng ngày đó lên rồi xong họp nội bộ là các ban ngành đoàn thể rồi báo chí 4 5 người đó cũng có chứ không phải không có. Thì bây giờ ổng là được xếp vô cái loại nào? Ổng được xếp vô cái loại là đang là lực lượng phản động đang được nhà nước Việt Nam truy nã.
Nói như vậy thôi chứ đâu có vấn đề gì đâu. Còn nói với những người Xuân Thanh đã kết thúc rồi, tại Đúng sao rồi, cứ kết lo thúc đồng rồi loạt ông thôi. Trịnh Xuân Thanh? Nói chứ Ông Trịnh Xuân Thanh ở Việt Nam đối với những người như là người dân cũng như là những người livestream như tụi em cũng bây nói nè, giờ ông Trịnh này Xuân Thanh đối với tụi em là, cho em nói xong nè, kết ông thúc. Trịnh Thanh đối với tất cả người dân Việt Nam là một tên tội phạm tham nhũng và đang trong cái quá trình mà đất nước Việt Nam đang trong quá trình thanh lọc. Chẳng phải là các anh đang nói là chế độ này có những cái tham nhũng hay sao, đúng không? Ở đây đang có tiêu cực, vậy tiêu cực bây giờ chính phủ đang làm, đang chống lại những cái tiêu cực đó, vậy tại sao các anh còn đòi hỏi điều gì nữa? Mình nói thẳng vô một vấn đề thôi, đúng không? Mình đã xong rồi. Trịnh Xuân Thanh Đúng. đưa về đây qua cái con đường nào không cần biết. Bây giờ Trịnh Xuân Thanh về đây đầu thú, có sự xuất hiện trên đài truyền hình Việt Nam. Trịnh Xuân Thanh nói rằng Trịnh Xuân Thanh cảm thấy Đầu hối thú. hận và cảm nhận, cảm thấy là mình sai lầm. Cả gia đình là một cái gia đình cách mạng, mà nếu mà ổng làm như vậy là ổng làm dơ dơ bẩn hết cả gia đình ổng rồi. Bây giờ ổng về ổng đầu thú, cái chuyện đó là ổng còn biết quay đường về, đó là cái chuyện hết sức bình thường, không có gì mình phải bàn cãi đây. Còn anh hỏi vấn đề đi đường về đường nào làm cái gì, ổng trốn ra được thì ổng về được chứ sao không được. Lúc đó trong cái thời điểm đó là ổng đang bị chuyên, ổng đang bị đang cho tại ngoại xử lý, mà ổng đã còn trốn, không phải tại ngoại xử lý nữa, lúc đó là ổng còn xin về chữa bệnh ở ngoài Hà Nội, sao ổng trốn mất tiêu luôn. Ổng trốn ra được thì tại sao ổng về đây không được, đúng không? Đúng Chuyện rồi. Xuân Thanh sao vậy là xong chưa anh? Xong rồi, mốt anh Huy nha, riêng anh Huy, Đúng rồi, không hỏi tại vì anh nữa. Xuân Thanh, cái chuyện Chấm Xuân dứt. Thanh anh hỏi rất là nhiều lần rồi, rất là nhiều vấn đề anh hỏi rồi, nên là chúng ta nói ở đây không phải là chửi nhau, nhưng mà khi mà anh đã hỏi và em đã trả lời anh thấy là đúng xong rồi thì không bao giờ anh hỏi nữa. Cái chuyện Đào Chứ Minh anh Quân hỏi bên thì đây xong anh ta trả đúng. lời cho anh lại đi hỏi chỗ Đúng rồi. khác nữa, vậy cái câu trả lời của em đâu có giá trị với anh đâu, đúng không? Rồi, xong, xong vụ Rồi vụ đó, còn còn cái chuyện kia thì thôi anh Bằng hồi nãy em cũng trả lời sơ sơ thôi, có anh Phụng Nên hay là có rất là nhiều anh ở dưới đây. Em nói với anh Bằng nè, cái thằng Hùng Lân á, là nó đi qua diễn đàn của anh nó lấy cái like về, là nếu như bất cứ một cái ạc nào có liên quan đến thằng Hùng Lân anh lóc nó hết, nó lấy cái like của anh để nó đưa lên. Mà nếu như anh Awi nó là đi đưa ra cho mọi người nghe, đúng không? Đưa mọi người nghe thì tốt thôi, không sao hết, anh đưa anh câm cái miệng nó lại. Còn nó ngồi á, nó mở cái like của anh xong nó ngồi kế bên, nó nói anh nói một cái, nó nói một cái, nó sửa lần lại. Như vậy có gọi là đi đưa ra cho người ta xem những cái nào mà chân thật nhất không? Thằng nào là thằng xuyên tạc đó. Thôi em nói gì thôi em xuống nha. Rồi, ok. Xin chào Trung. Bây giờ tôi nói với AQ và tất cả các bạn này, vụ Trịnh Xuân Thanh. Hiện nay đã xong, sư Trịnh Xuân Thanh đã bị bắt về và chịu tội trước pháp luật Việt Nam, và quan hệ giữa Việt Nam và Đức và tất cả các nước ở trên thế giới không có một cái gì coi như là xoay chuyển cả. Việt Nam vẫn quan hệ rất tốt với tất cả các nước, và nước Đức hiện nay vẫn quan hệ rất tốt Việt Nam. Việt Nam. Đấy, chỉ nói kết luận cuối cùng là như thế. Đang mời Phụng lên nhé. Alo, Rồi, xin chào đây. và em chào anh Bằng nhá, chào anh em trên diễn đàn. Thật ra thì đúng ra diễn đàn của mình thì cũng muốn là để tập trung vào những cái nhân vật mới, các bác các chú hoặc là Bây giờ nhiều ở người đây lên xin để xin lỗi chia bạn, sẻ. mình bạn Nam Việt thì bạn đã hỏi thế thì mình trả lời thế. Hiện nay mình là những người dân, thấy chưa? Hiện nay Trịnh Xuân Thanh đã trả lời trên TV là Trịnh Xuân Thanh về đầu thú, và nhà nước mình đã nói là đầu thú, là mình bảo là về đầu thú. Còn cái chuyện về như thế nào rồi anh em tự mổ xẻ. Thế thôi. Em đang đặt vấn đề là bởi vì thật ra diễn đàn của Đúng anh em mình ấy, hôm nào lên thì em cũng không muốn, nhưng mà vì có những cái nó bức xúc, bởi vì rồi. là thật ra mình có mình thôi, nhưng mà thật ra thằng A Quy chính là đệ tử của Đào Minh Quân, Đúng. Mình chính xác mình luôn. biết mà, mình biết rồi. Không, em nói anh ấy, nó lên đây nó đang lái diễn đàn của anh. Thằng A Quy không phải là những gì, những cái chuyện mà gọi messenger với anh em mình để nói, mà thằng này là một thằng nó, khi nó lên diễn đàn em hô hào tẩy chay, nó block em luôn anh ạ. Cho nên là chính vì vấn đề em nói mình, em đọc vị AQ, cho nên chính vì AQ nó hỏi móc máy. Còn bây Vâng. giờ cái chuyện Trịnh Xuân Thành cũng như anh nói và nhiều người nói, Vâng. nó đi được thì nó phải về được, mà nó về nó lên đài truyền hình nó tuyên bố rồi, thì cái chuyện đấy mày đi hỏi Trịnh Xuân Thành, mày vào tù mày hỏi Trịnh Xuân Thành nhá. Còn tao nói cho biết này, Đào Minh Quân nhiều lần đã tổ chức những cái tổ chức ở bên đó, và hiện nay đang bắt ở Việt Nam, bắt mấy vụ nổ là do Đào Minh Quân và Đúng. con Lisa Phạm và mày nữa, cả thằng A Quy nữa. Thằng A Quy chưa bao giờ vợ con ở Đà Nẵng, nó chém gió, nó đang lừa anh em mình anh ạ. À, không thể những cái lời nói ngọt ngào nó đánh vào cái tình cảm. Nhưng anh ơi, làm chính trị phải nhìn thấy vấn đề, anh em mình không Anh biết. làm nhưng anh em mình không để cho nó lái, nên là từ nay trở đi em nói với anh là anh em mình tẩy chay nó. Còn nếu nó cứ cho nó ngồi, anh không phải đọc comment của nó làm gì cả, cho nó sủa đi và nó chán, bởi nó đang lái diễn đàn của anh. Lẽ ra những cái chuyện này đang dành cho những cái chuyện đả phá bọn ba que,
của những cái bác mới vào, em rất ủng hộ anh là những cái thành phần mới mình nhường, nhưng với tình yêu quê hương đất nước, với những gì nói lên những sự thật anh ạ. Không có tự nhiên anh em mình lại tốn thời gian vào việc này thôi, em xin lỗi vì em bức xúc mỗi việc đó thôi. Mình cảnh giác với giọng điệu và tẩy chay nó. Còn nếu như anh cho nó ngồi thì không cần phải đọc comment nó gì cả, anh chị em tự phản biện. Anh cứ lái diễn đàn theo cái hướng của anh ạ. Đấy, em chỉ có nhu cầu muốn như thế thôi. Dạ vâng, em cảm ơn anh. Anh cho tiếp tục diễn đàn đi, lúc nào có gì thì em lại xin anh lên một vài phút thôi, chứ còn đâu để nhường cho anh em. Dạ không, cũng có khả năng là các bạn này vừa nãy thì là cái nick ấy, là Vũ Sư Hùng Lân là không vào đây, thì có khả năng nó lấy cái mà cái trực tiếp mà ơi, nó lấy cái mà cái like trước của tôi ấy. Rồi xin mời anh Trần Siêu chờ đi. Cho phút em đập cái thằng AQ này, nói cho AQ biết này. Thật ra AQ và các anh em Việt Tân đang run sợ là không hiểu là Cộng sản Việt Nam nó bắt chuyện chiến tranh kiểu gì. Tận nước Đức rồi nước Mỹ nó có thể nó túm được. Nói cho AQ biết là Cộng sản là nhiều võ lắm. Nhá. Chỉ hỏi riêng AQ xem cố vấn tổng thống Nguyễn Văn Thiệu là ai, AQ biết không? Đúng. Chứ AQ đừng tưởng AQ là ai người ta không biết nhé. AQ có bộ sậu đào quân xem có ai là cộng sản, về dò kỹ đi nhé. Chứ đừng nghĩ rằng trong nội bộ đào quân có cái gì mà cộng sản không biết. Không, anh Nguyễn Nhàn hôm nay tòa tuyên án này anh. Tòa tuyên án coi như hai thằng, một cái bà mà 62 tuổi ấy, là Dêm Nguyễn ấy, thì bị 14 năm tù, và Phan cái thằng Phan Ai Trò bị 14 năm, có bản án rồi. Và các bị cáo khác, người là người Việt Nam ấy, thì bị từ 5 đến 11 năm. Chiều nay đã tuyên. Chuyện nói cho Quy, mình không giúp gì được sổ tổ quốc, thì tốt nhất mình kiếm ăn, kiếm tiền như anh Lợi Minh đi. Anh Trần Siêu ơi, bây giờ thôi kệ mẹ nó lấy rồi, cho lấy luôn, kệ cha đấy. Chứ bây giờ mình vâng. Vài cái ý của AQ chẳng qua AQ muốn tò mò cố khai thác này nọ. Anh em ở đây cũng không biết nhiều, nhưng anh em ở đây là cũng hiểu về cái cộng sản như thế nào. Cộng sản có nhiều cách để xử lý một vụ việc. Đừng nghĩ rằng các cậu sống ở đâu trên trái đất này mà cộng sản không làm được. Anh ơi, khoan ơi, anh Trần Siêu rất nóng lòng muốn lên một phút thôi. Nhìn nào, nhìn nào. Vâng, rồi. Em chỉ nói thế thôi, thì lúc khác em có vài khác để em nói chuyện AQ. Em lại khoái AQ phản biện. Rồi, ok. Chứ không anh phụng lên thì anh ấy đập ngay, em lại thích cãi lý nó. Hiểu không? AQ lúc nào cũng có Khoa Lê mời AQ vào. Khoa Lê sẽ trả lời cho AQ hết. Nhá. Rồi. Xin đi ra lại của anh để cắt ghép là chửi bác Hồ đấy nhá, cho là anh tắt ngay đi anh đi về lại, vì là anh nốc nó rồi, nhưng mà nó vẫn giữ cái đi về đó này, là nó vẫn đang ở bên kia, anh vào mà xem bước chân về vẫn đang phát, nhưng mà anh để ý nó lấy cái like mình đang trực tiếp hay là lấy cái like trước, đang trực tiếp luôn, nó lấy like đang trực tiếp luôn, tôi nghe nó lấy like đang trực tiếp bây giờ đây này, đang bây giờ này nó thông báo thế cho bọn nó qua vậy thì bây giờ này anh em mình làm theo hướng khác, kệ để tắt đi lại là hết luôn, tắt đi lại là hết luôn, là vì là cái bên